quá trời kẽm luôn anh em ơi. Xin chào anh em đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Đây mấy anh em, bữa nay là mình đang tháo kẽm ha anh. Thì đang tháo kẽm anh chị em. Mấy cây này là cũng đã tháo kẽm hết rồi nè. Còn phía bên này thấy anh Út vẫn đang lui khui làm gì đây nè. 500 anh em chào anh Út nha. À chào bà con à. Nay là tháo kẽm nữa hay là không? Cái này sửa trễ, cái này sửa xong tới lấy lá xong rồi tháo ra để cho nó ôm khuôn cho nó đều. Bên kia thì là tháo kẽm, còn bên này thì lại vô kẽm. Vậy là cái cây bên kia là biết rồi, lâu rồi, sửa lâu rồi. Giờ là coi như là tháo ra là để luôn tới Tết phải không? Đúng rồi, để luôn cái chừng nào mà cái vụ nào nhánh nào mà nó xệ á, mình kéo mình chỉnh lại. Vụ kéo vô giờ ra ví dụ như cho bà con ta coi. Đó. Cắt này luôn hả? Cắt hết chứ, cắt đọt bấm đọt hết chứ. Đâu để nữa. Bây giờ là cắt bấm đọt luôn. Không có xài gì nữa đó, giờ chỉ có vậy thôi. Cắt rồi tới đâu rồi quấn tới đó luôn. Đó, cái đọt nào còn non là coi như mình bấm luôn đúng không? Bấm hết, bấm bỏ luôn cho nó cái vô. Này là già là khỏi đúng không? Đúng rồi, cái nào cà cái già khỏi. Mỗi dù cái già mà nó dài cũng bấm luôn. Bấm vô cho nó đều luôn á, hiểu không? Đều tàn luôn. Đều con luôn á. Coi như là cái này là đợt cuối á, này là sửa cái đợt cuối cùng luôn á, là cái này là lấy để lá xong á, làm bữa hai bữa nữa tháo ra. Cái giờ quấn kẽm đen luôn, cái sau kẽm đen á, đủ mình tháo ra nó không có gớt thuốc. Cái giờ là nói chung là hết kẽm trắng à, kẽm trắng giờ kẽm bự không à, sửa cũng không có được nữa. Tức là mình để nguyên cái này mình lấy lá đó. Lấy lá xong mới tháo hết kẽm. Rồi đợi lấy lá xong một ngày hai ngày mới tháo. Đúng rồi, cho nó mềm cũng khỏe. Bữa nay là 20 tháng 10 âm lịch đó anh chị em. Dương lịch là hôm nay ngày dạy nhà giáo ha. Thì như vậy mình để hai như là được 2 tháng á, nếu mà tính ra nếu mà lấy lá được 2 tháng. Đó, 2 tháng nói chung cái cây nó cũng ôm ôm được đỡ chút xíu. Nhìn nó cây này gọi là trễ đúng không? Cái nút nó hơi nhỏ anh chị em. Nó không đều, cây lớn bình nhỏ. Con nó đều có nhưng mà nó không đều. Để con dòng coi cái này nó bên lớn bên nhỏ hay sao. Bên này nó bự chà bá nè, thấy không? Na không thấy á. Để nó lấy cái ghế ra. Thấy không? Bên này cũng bự hơn chút thôi. Đó thì nó nói chung một cái bự bự lắm. Cái thì bằng không, nó bự nhất là cũng chưa được một hạt gạo nữa. Đúng rồi. Để nó bự nhất là tầm khoảng 2/3 hạt gạo, còn cái nhỏ nhất của nó là 1/3 hạt gạo anh chị em. Không sợ, có cái trên đây nó cũng bự lắm mà nó trên đó, trên đỉnh đó, lúc nào trên đỉnh nó cũng lớn hơn chứ, tại trên đỉnh đó nó nắng nó nhiều quá. Nắng nó nhiều quá như nó gội vô cái này nó vậy. Mỗi mốt mà có nở sớm là nở trên đỉnh trước đó đúng không? Đó thường thường mai thấy trên đỉnh nó nở không không đúng không? Tại vì nắng nó vô nhiều của đó là nó nở. Cái này nút nhỏ đều nè anh em, nhỏ xíu à, chạy xương nè. Cây này, cây này cũng là cây già đó. Già. Cây này chắc phải cỡ 8 mùa không? Chắc cỡ đó hơn. Thì cỡ đó đi. Nhưng bây giờ mình chính xác là cỡ đó. Phải già lắm, thấy không? Thấy cái nhánh này như già. Ở Thủ Đức mà. Đó, thì ví dụ như cái nào mà sửa rồi giờ ta tháo. Thấy không, cái nào nó xệ cái gì, thấy không, để đâu có xệ đâu, không thấy chưa? Thời điểm này là mình lựa ra xem lại cái nút cái cây đúng không, cây nào mà nút bự bự là mình tháo ra đúng không? Không lợi nó khuyết kẽm á, khuyết kẽm là tháo ra mà coi như là xong luôn nước cuối cùng á. Nước cuối cùng bắt đầu chừng nào mà cái nhánh cây nào mà nó xệ á, lấy cái dây đồng nhuyễn á, ví dụ gịch lên nó cho nó đều luôn, ví dụ nó xệ như vậy. Đó, đi ra mình diễn tả luôn cái đi để nhiều khi bà con không hiểu. Còn lại mấy cái này rồi kỹ kỹ rồi.
thấy không, nó khuyết rồi nè. Hôm bữa nhiều anh em nè, ví dụ như nó giờ nó hơi ấy gì thấy không, ví dụ như vậy đi à, nó tháo ra là nó khuyết rồi thấy không, à, không không đâu có sợ nhiêu đâu thấy không, là cái mình nhích nhẹ lên về là cái sau nửa cái ba cái nụ đồ á nó nặng, cứ nó không có quạt xuống nữa hiểu không, là nó im luôn đó, như vậy này nào ấy thôi. Cái vụ nào mà như nó... cây này là đầu năm bây giờ là được sửa được mấy nước, có một nước một năm nay sửa, có một nước một à, một nước thôi à, nếu mà sửa hai nước á là mấy cái đầu này là mình sửa công rồi nè, sửa tới đây nó hết rồi nè. Lúc mà tháo ra thì nó hơi sợ phải không? Thôi nó hơi thôi, tại vì biết sao lúc mình sửa có chuyện gan mà giờ nó ra thêm một gan nữa, cỡ là bốn tắc nè. Nè mình sửa con nước à, nếu mà sửa hai nước là đâu có sợ đâu, thấy không, không thấy không nè, tới đây nè. Trời đây ơi, nó khuyết kẽm ghê không đó. Nè anh em, khuyết kẽm rồi không, mà ở dưới đây nó hơi sợ nhưng mà ở trên là không có nha, trên không có. Tính ra năm nay á là ở vườn Mai Phương Bình á chỉ nuôi từ ở đây ra nè anh em, đó nút mà không từ đây ra nè anh em, thấy ở bên trong á là cái chi cành nó nhánh nó bự nè, đó bự bằng hai cái đầu đũa ha, đó còn ra đây thì nhánh này nó nhỏ. Rồi nếu mà qua năm sau mình lại thúc nghe vô đây đúng không? Không, năm sau á ông Phương nó kêu là lớn chút xíu á, từ đây ra tới đây khoảng 15 phân. Dữ vậy? Là thúc ra để tới 10-15 phân luôn hả? Tại vì anh cho lớn tàn, đơn giản. À, còn mỗi hồi là chỉ thúc vô từng 2 phân phải không? À, nếu mà để lại như, như mỗi hồi á là tới đây là tới đây là mình canh cái ngay cái mắt nè, ngay mắt lên nè, nút rồi thấy không? À. Mình dứt ngay đây nè. Dưới cây đây nửa lên bao nhiêu nhánh à, ví dụ nút, như nút đây mình cắt ở trên à, nè ví dụ hai nhánh đây mới tỉa cây đây cái là nửa ra đó là nó đều nhánh luôn. Mà hôm nay anh kêu nuôi lớn tàn thì mình cứ hiện giờ mình làm theo ý chủ kêu sao mình làm vậy, nếu mà của mình thì mình làm khác, cái không của chủ là khác thấy không, mình là mình làm như cũ phải không à, nè nè thấy không, hồng thấy không, đâu có sệ không nè, thấy không tháo rồi hết kẽm nè, cái sệ lâu rồi ừ, mới tháo luôn nè. Nè ví dụ như nhánh này nãy sệ gì vậy, cái mình nhích nhẹ lên về cái nè đẹp không, nè đâu có cần đụng đâu, nhưng mà lấy dây đồng càng diễn càng đẹp. Nhưng mà kiểu nhích nhẹ vậy nếu mà chơi thì được chứ gọi là đi thi là người ta không, gọi không cho. Không. Đi, không đi thi là đâu có sửa mấy đồ này đâu có đi thi được. Người ta không đi thi là nghe nói là không có cho kẻ một tiếng gì đúng không? Không 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 có. Không còn, có cộng gì luôn á. Còn ảnh nhích cái đó là coi như là cái kẽm đồng nhỏ xíu á anh. Đúng rồi. Tại vì cái đồ này đồ lớn này, mai này đâu có ai mà đi thi, hỏi mình đi thi vừa mắc vài chục triệu sao ai mà chịu, đồ cho thuê không có cây thì vài chục mà bây giờ thi được nhiêu, ví dụ thi được đặc biệt được nhiêu có 10 triệu 20 triệu mà trong khi cái cây này người ta thuê là tới 60-70 triệu sao đâu ai chịu đâu, tại vì hụi thi á tại những cái thi mấy cái đồ nhỏ thôi hiểu không, không hiểu không, cái đầu không có ai mà thi đồ lớn đâu, đồ cao cấp. Nhưng mà nếu đồ lớn mà đưa cỡ chừng giải 50 triệu là lại có à, 50 triệu là mình khác à, lại có à 50 triệu á, nói chung á mình không có gì á, nhưng mình con vô tới trong đây luôn à, con sát vô chừa đúng một gan thôi là mình chừa cái nhánh nút bự không là à. Dù hoài bỏ hết, ví dụ như mình sửa tới đây gì bấm vô tới đây à. Thì là mình chỉ cần nhỏ nhưng mà có vỏ cái đường cái lợi tại mình cái này mình cho tê cây này nút đẹp nè anh, anh em, cây này nút đẹp nè ha, nút là vừa bằng một cái hạt gạo á, vừa bằng hạt gạo mà sợ nó bự quá nó cũng ấy, tại năm nay nó thời tiết nó khó chịu như lắm. Cây này giờ tháo kẽm hay là sao tháo luôn này nó đang tháo này là chuẩn bị quả tháo thử cái cho anh em coi thử cái này. Nè đây rồi tháo là mình tháo ở ngoài ha, tháo ngoài vô cứ tháo ngoài vô, mình quấn là quấn từ trong quấn ra nhưng mà tháo đó không đơn giản đâu có lẽ vậy. Trời ơi mình làm mình quấn mình sửa là đương nhiên mình phải canh chứ nè, ví dụ như vậy nè không thấy không nè, đơn giản rồi có gì đâu nè. Tại vì mình quấn kẽm nhỏ không mà mọi tháo rồi. Nếu mình quấn kẽm lớn á tháo công cực lắm nè, đó thấy không đơn giản được bao nhiêu giây thấy không nè, ví dụ đơn giày nữa nè đấu nhiêu quấn nhiêu giây ở mình làm nếu mà bây giờ cây này mấy cây này tháo là sao không mở đầu tháo nó sẽ hơi sợ sợ nhưng mà nó sẽ không, theo cái thế của cây là nó sẽ nhổng lên đúng không nè, thấy không nó đâu có giờ sợ đâu thấy không? Mình làm mình biết mà. Vậy còn cái cây kia nó sửa chảy hơn là nó bị mất hết 2 tháng á. À. Đúng rồi, thì mình nữa mình để lấy lá xong mình tháo. Nó là Tết là mấy cây mà xài là tháo kẽm bỏ hết. Rồi cái vụ như nào ấy á, mình lấy dây đồng nhiễn mình kéo sơ sơ nó là cho nó đều thôi. À. Nè, đó, như vậy nè, hồng thấy như cái nhánh thì nó dài vậy đi.
nè, nè như đưa về đây mình nhích nó nhẹ lên vậy nè, thấy không, mình nhích nhẹ sơ đây nè, nó dẫn dòng anh em coi mấy cây nào chưa còn chưa tháo đâu, đây cái cây này đang tháo mà tháo dở nè, thấy không, là đang tháo nó sợi nè, không nó sợ nè, cái biết sao không này à, nói cho nghe luôn, cái nhánh này nó ốm quá, nghe không? Thì đương nhiên nó ra phải 4-5 tắc nữa, 5-6 tắc nữa, đương nhiên nó phải nuôi vậy. Nhưng mà cái nhánh mà bự như vậy nè, không bao giờ sợ. Đó, Hồng thấy không? Một gan anh em. Đúng không? Hơn 5 tắc. Tại cái 50 á, nuôi ra 50. Nếu mà thẳng vậy nó dài hơn không? Tại vì nó có độ cong. À. Thấy không? Tại vì đó mình sửa con khúc à. Nè. Cái này nếu mình nợ để ra vậy thời gian là nó chắc nó sẽ ngóc lại phải không? Ừ, đúng rồi, nhưng mà sao mà mình tỉa mình coi lại cái nhiêu mấy này nè, mình nghĩ nhẹ nó là vậy nè, là mình vẫn phải vô kẽm đồng dây, liền dây đồng vô sớm đúng không? Không, cho nó tháo hết đi, mình sửa cái đồ mình ấy hết đầu rồi, chừng nào chuẩn bị dọn ra chùa ra đồ á, mở đầu mình làm đây từ từ lên mình chỉnh sửa vô cây thuê mướn xong bắt đầu mình chỉnh sửa mình làm lại cho nó đẹp luôn. Đỡ năm nào mà tại sao mà cây mai mà nó đặt là như vậy, mình phải như với sợi vậy nè, nếu mà nó bông nó nặng nó trễ xuống cái nữa lại xuống tới dưới đây luôn nè. Hiểu không? Tại thì mình phải kéo vậy nè, ví dụ cái này nó ra nó mấy chục cái nụ nữa, nó nặng đương nhiên phải đè xuống rồi, để nhánh nào phải chịu thôi. Nếu mà đồ bonsai á, chính tông á, là ta để có một gan thôi. Cái này mà nhiều mình xài bông mà xài bông thì nhánh nó hơi khác, mình đường bao không sai người ta là để cái này chưa tháo nè, chưa tháo nè anh em, cây cũng chưa tháo luôn nè, nè đang khuyết nè, thấy không, thì mình ví dụ cây nào mình sửa trước mình tháo trước nè, không thấy không, nó khuyết nè, thấy không, nó về nhánh nó bị chặt tháo là không trễ. Mình nói tháo vậy là mình tháo ra mình phải coi nhánh khuyết rồi mình tháo luôn đúng không? Không rồi, mình phải cái nào biết sao chưa khuyết rồi mình cứ để đó. Đúng rồi. Để giờ cái dạng như nó mạnh nó khỏe đó. Đó. Thấy không? Mạnh khỏe đó. Thấy không? Đó, không thấy không, mình phải nó mình tháo không về sợi à. Thấy không, mình biểu diễn này, mình biểu diễn quá quá lẹ luôn. Rồi. Hello, chào anh Phương nha. Ủa mấy cái cây đây rồi khi nào mới ra đường cho bà con ngắm anh Phương? Tháng nữa em. Tháng nữa hả? Rồi. Không, là thường là ngày mấy tháng 11 anh? Không, nói chung anh tới năm nào từ 18 tới 24. Đó. Bữa nay 20 rồi. Thấy không? Âm lịch tới dương lịch tới nay là giống nhau mà. Là coi như đúng một tháng nữa đó. Trong vòng đúng một tháng 18 tới 24 lãnh ra đó anh em. Biết rồi. Biết mà nó mập biết không bây giờ mà xài đó. Ừ. Thì khi dưới nhánh nó ốm nhỏ nó chạy ra cái người ra khỏi đây rồi báo. Năm rồi còn xài chứ mà. Hôm nay tôi làm lại hôm nay bỏ được khác. Rồi mấy mấy bữa trong cái clip trước là anh Phương có đọc comment bình luận với bà con không? Bà con nói vậy là không được nha. Cái nút của anh là lấy cái nút, tôi thấy cái nút đẹp mà anh cứ kêu mày si bậy bạ. Nói chung mình thấy người ta comment vô vườn này vườn kia đẹp quá. Đó bây giờ mình không biết làm sao nữa, mình không có khách phải không? Tại vì người ta mình đâu có nói gì được là trên mạng đâu. Thì đó giống như ai cũng nói si thì bây giờ mình coi si như thế nào để nó góp ý. Vậy là mình vậy là mình mừng mà 100 mới có hai ngày mà mới tới 100 mấy chục cái góp ý luôn rồi đó. Thì bởi vậy cái đó là mình mừng á, mừng ha, chứ sao nếu mà mình á không mà nút mình không có đạt á, người ta vô người ta sẽ nói mình khác. Còn nếu vậy là người ta góp ý là người ta nói nút đẹp vậy mình có hưng phấn làm chứ để mất công á, nào nó nói mình là bị giống như này kia nữa. Rồi hôm nay cái giống hôm nay nó là đã không, cái giống nè anh chị em. Ừ. Chuẩn bị là đầu tháng 12 tôi cắt đút ghép nữa. Nhiều khi cái này lớn mới là sợ cắt không được các em ơi. Sao vậy anh? Sợ không kia ông đang ông hỏi ông mua. Mua luôn cây này hả? Mua luôn cây này mà. Trời ơi, ghê rồi. Rồi chị gần lá. Anh nói chung anh cũng kêu bán mà cũng thôi giờ lên nói công mà nói cái này là người ta sẽ nói cự nữa. À. Giá cũng phải chăng được thì anh bán, không được thì thôi. À. Tại vì chẳng hạn anh bán luôn vậy á biết không?
để vậy người ta biết là có bán rồi mốt không có quay nữa cây lấy cây khác. Lấy anh cây khác còn nhiều là nguyên vậy đó. Nhưng mà kiểu cây này là trước giờ là anh cưng cây này cưng cây này là nói chung á là hồi đầu á là giống nó xuống đầu tiên cây này là con sau của này, cây nhất chủ Quỳnh Huy không cũng còn mấy cái cây bên đây nữa cũng còn nó sẽ ok hơn nè. Nó cũng vậy nhưng mà nó không bằng thằng đó tại vì đó nó đạt lên tới 16 nút đúng không? Chính ra cây này là bộ đế dữ hơn nè. Nè cái này nè, cây này nè. Đây là nguyên cái vàng này là được hết á. Nói chung anh lựa mà. Cái giống ngay cầu thang. Nè. Bự đẹp nữa. Cây giống cái cầu thang nó cũng ok nè, mặn nữa. Nữa. Còn mấy cây này nút bự quá nè. Trời ơi, mấy cây này á biết sao nút bự không? Thả mà. Em thả nó lúc nó lớn à. Siết nó thì nút nhỏ. Cứ khả nó là nó lớn. Giờ nhiều vô mà siêu bông Sài Gòn nút cũng bự vậy nè anh chị em. Đây. Con này thì có bự có nhỏ. Thằng này đó là 1, 1, 2, 2 là nhiều khi ấy nữa là vài bữa nó không được đó, anh ghép nguyên cái đám đó là không có đủ bo là anh lấy luôn. À. Nhiều anh em nói luôn hết luôn nguyên cái đám này là để cho ghép đi sang năm đi rồi có vô lưu bo nữa thì được. Nhiều anh em nói sao vậy? Nhìn cái lá đốm đốm vậy, cái này là ảnh xịt nấm nha anh nấm em. Rồi mấy anh em nói thì giờ này mà còn xịt nấm nữa là nhìn cái lá nó đốm đốm cách người ta chơi. Không sao đâu, nói chung anh làm bông mà chứ đâu có ấy đâu đó mà thấy nó lên nó sẽ bự. Đây dưới đây là ảnh xây chắc phải chục cái bồn ha. Chục cái bồn anh chị em. Nó dài đó hết luôn. Cây này em thấy nó cũng phát cho mạnh với lại cây kia nữa kìa. Cây nào? Đó, đây nè, em thấy không? Nó rồi dài nó. Nói chung là anh chọn giống mà. Tại vì dép nhiều quá, còn nhiều quá bây giờ lên mới vô phôi không nhiều quá. Nhưng mà anh nào cứ thích mua cây giống á, cứ lấy em thấy cứ lấy cây đầu tiên là ok á. Tại cây đó có một cái nút mà mấy bông. Mua cây nào đó. Thì bán cây đó. 16 bông. Chứ để nói là mình đi xuống bồn mà không bán. Cha vậy coi như là mấy vườn anh là tháo kẽm phải còn nhiều lắm nha. Tại vì anh mới tháo mà. Mới tháo mà vài bữa nữa mới tháo được hết. Hình như mới tháo bữa nay không phải không? Đúng rồi, giờ cũng còn vớt rồi mấy cây cuối. Mấy cây cuối Út này làm đó. Dạ. Tại vì mình cúi nữa sau này tới ngày lặt lá đi rồi mình mở. Vậy mấy cây đó là có thể là phục vụ cho. Ví dụ như được á thì mình nào cũng được để nguyên kẽm luôn. Tân niên được thì mình làm cũng được thì để ra viên. À, là không tân niên á không? Giờ giống như vớt mà. Giống như, là... nó đi sau á nó chậm á. Nào nút bự thì chơi tất niên, nào nút dừa thì chơi Tết. Thì bữa nay em thấy nó bữa nay là nó nào, tạm nhỏ tạm, thì tạm chơi ổn, tân niên. Tạm ổn được không? Thì bây giờ nút bữa nay nó có lên không rồi chứ sợ nó không lên nữa. Đúng không? Ở nhiều anh em kêu cây đang đẹp mà kêu mai suy mốt nó suy thiệt luôn bây giờ. Coi cây dầu anh và coi cây dầu anh. Nay cây đẹp anh em. Số lượng mấy cái hàng ở đây là tầm khoảng bao nhiêu cây ta? 1, 2, 3, 4, 5 hàng. 5 hàng thì 1 hàng là tầm khoảng cỡ 2, 4, 6, 8, 10. Khoảng 20 cây. 5 hàng cỡ khúc này không 100, là hơn 100 cây. 100 cây lớn rồi bên đây. Đây anh em nè, khúc từ qua đây là tầm khoảng hơn 100 cây nha. Đó, khúc ngoài đây rồi, thì cây. Bên đây là cũng chung có rồi nó cũng ấy nữa. Bên này là mai hàng dạng tầm trung. À. Đây thì cũng tạm tạm thôi. Còn bên đây là có mấy cây mà lớn của ảnh đó tầm khoảng 20-30 cây gì đó. Thì mà dù nay em thấy nút này đây được không? Cái này để em đứng lên quay cái nút cho anh em coi coi. Anh em. Này siêu bông Sài Gòn ha. Đó, nút này thì có kia vô nó cũng hỏi đó. 2/3 hạt gạo anh em. Hỏi cây này nè. Cây này đẹp á. Nhưng cây này năm ngoái bị sự cố nha. Năm ngoái nó nở nó vô nó không thấy luôn mà. À năm ngoái bị nó sự cố. Nó vô nó coi nó nói cây này là sao mà nở 3 lần. Năm ngoái có sự cố nha anh em. Còn năm nay chưa biết sao. Nhưng mà cũng có nở trên đầu rồi đó. À có nở một bông nè anh em. Cái chậu này nó bỏ cái gì vô mà nó bể vậy nè, thấy không? Thì đứng lên đó chứ gì. Chắc gì là ám lắm ấy. Đứng lên đó chứ mới bể chứ. Bể cái là bể nhiều lắm á. Đây cây dù này thì ghép siêu bông bình lợi, cây này thì mai non anh đúng em. Rồi à, nếu mà nhìn hai cái thì anh em thấy đó nó cũng xem nhau thì nói chung à, năm nay á là giống như nhỏ hơn giống như anh nói giống như trời kỳ đó, mấy bữa nay mưa chỗ này chỗ kia không
của mình đi cần mưa chết mà không mưa. Cái bình lợi này thì có chỗ đút bự, có chỗ đút nhỏ, nói chung là nó cũng chưa đều. Đây, mai non có mấy tháng mà làm sao mà đều, nó mới chưa đều. Em biết sao không, có mưa xuống mấy rước lên nó mới liều. À. Đó, chứ bây giờ mà nắng mà sập xù giống vậy là mưa cây không có giờ mai mà đều hết trơn á. Ông phải quất cây mưa lớn là giống như bữa mình đi quận 12 cái mưa vậy đó. Anh nào mà thích cái cây đó là nó lấy luôn cây này. Để mình chơi phải có tứ quý cái mai vàng một cặp luôn. Phải cây nào già bán ơi, cây non để lại. Bán non không có nhiều tiền hết trơn á, anh ít mà bán mai non lắm. À mai non lại rẻ hơn ha. Ừ. Phải rẻ hơn. Tại vì mai non mình bán không có nhiều tiền hết trơn á. Cây này nó nhỏ nhỏ nhưng mà cái dáng nó cao anh em. Dáng cao với cái bộ đế đẹp. Hoành thì nó trung bình thôi, tầm khoảng hơn 40. Thì bây giờ bữa nay là 20, thì giờ vài bữa đi qua cái clip sau đầu khoảng 25, 6 đi bắt đầu mình sẽ tô lại, mình làm thăm lại quay, cây quý chi không? Chi anh. Để vài bữa đó xong bắt đầu là đầu tháng 11 là biết mai chết sống. Cây nào có nút mình quay lên, thí dụ như quay 10 cây chơi gì đó. Ví dụ cái tham khảo là lúc đó anh quay lai gai từ từ nó ra tới đường luôn. Cây này chắc là Tết cho không được rồi phải không? Thì cây này non mà, cây này bữa hổm nó mới lên chơi. Làm sao mà chơi được. Anh xui rồi, bây giờ nó có lượt không được rồi cũng phải sửa. Cũng phải sửa lấy nét. Chứ bây giờ sang năm nó để nó quần, nó cứ quặt gì sao đâu có được. Thí dụ như là em cứ lấy cho nó đều cái nét á. Đó giờ mấy cái đó làm phải mở ra rồi, nó thấy nó có đứng nó có sụ không? Cũng được. Cái cây nào mà xiết kẽm thì nó không sụ. Đúng rồi. Thí dụ như mà non quá mà mở ra là nó bị sụ. Như mấy cây này mở ra sụ nè. À. Tại vì nó chưa tới ngày tháng nữa làm sao mà em mở được. Nè anh em chưa xiết nè, chưa xiết. Chưa xiết là không có cho mở. À. Nè em thấy đó, như đó giống như mấy cây này là mở rồi nè. Đó. Mở ra nó sẽ dặn hết gì nè. Đó như vậy, thí dụ như tính Tết á là mình làm thêm một lợt nữa là biết làm được gì không? Gì à? Dây đồng á kéo xương nhẹ cái là chia nó chia ra. À. Chứ giờ mình để như vậy nó hơi quạt xuống nhìn nó không hay kỳ. Nãy hồi nãy anh Út sửa mai có đề nghị với mấy anh em mà nếu mà mấy cây lớn đi thi tao đàn hay gì đó là phải đề nghị giải thưởng phải cỡ năm đặc biệt phải 50 chai mới có những cây lớn đi thi đúng không? Chứ đúng rồi, chứ bây giờ có mấy triệu mà làm sao mà đi đâu đủ tiền nước, tiền xăng, xe, tiền cộ lên chứ mà không nữa. Giờ bởi vì mấy năm nay nó mai lớn đâu có ai đem đi. Đem mai nhỏ nhỏ. Mà anh em thấy ở vườn mai Thanh Hòa cũng đem cây nhỏ không? Mà đúng gu là anh Hòa anh thích mấy cây nhỏ không? Đó. Đó mấy cây này hôm nay cũng mở rồi hết. Dạ. Mấy cái này là mở ra rồi đó. Ừ, mở ra rồi. Tiếng chi không? Tại sao anh hứa em đó đầu tháng không? Để cho nó cứng lá, nó khỏe lên cái nữa, nó ngóc lại. Mới mở ra nó còn xèo giống vậy nè, cái xương nó chưa có cứng. Dạ. Bắt đầu anh bơm phân vô phát một nữa rồi bắt đầu nó vài bữa nó sẽ cứng lại. Ừ. Cái mày giống như chang như mới kháo cầm ra mà làm sao mà nó đứng được. Ừ. Cây mai nó ngộ vậy đó, khoảng 10 ngày sau nó mới tỉnh. Nó bây giờ là xong hết đàng hoàng đó, là mai mốt rồi anh tưới được phân nữa cái rồi đầu nó sẽ nó cứng lại, nó giống như nó ăn đủ nước đủ phân đó. Dạ, bữa nay năm nay là cũng thời điểm có khá là đặc biệt mà ở vườn mai Phương Bình đi vòng là chưa thấy có cây mai nào mà chỗ cỡ chừng 30% ha như năm ngoái ha. Không, năm nay là nói chung là không có bị. Có một cây anh đấu giá bị gì kìa. Thì đấu giá nhưng cây này là cây của người ta phải của mình đó. Của cây mình là mình chắc đâu có khoảng bị. Mấy phần trăm rồi đó. Ừ, cây này nó nở hoài cúc gì đó, bữa nay nó nở cái bông là hay được không? Ở trên là cúc, ở dưới cũng cúc luôn ha. Thì nói chung cây này là anh cho đi đọt là nó phải nở thôi. À, cái này bữa cúc gì á em quên rồi ta. Cây này cúc 36 cánh. À, cúc 36 cánh. Cây bằng cúc Tuy Hòa đó. Nói cho em biết. Đó. 36 cánh á. Anh cũng nghe vậy thôi chứ anh là không biết là xuất xứ đâu mày, Tuy Hòa. Cái cúc là cái nhụy của nó cong cong là anh em. Chứ cái nhụy nó cong cong. Chứ không phải là của mình đây. Thì hổm anh nói cho lớn, cuối cùng nó lớn có được đâu, nó bị thuốc. Rồi bây giờ là xong hết rồi, hết thuốc bắt đầu nó khỏe lại rồi đó. Là nó đi đọt. Nó đi đọt bắt đầu, bây giờ nó từ từ đó, nó sẽ làm nút. Cái này vẫn còn kẹt.
Tính ra còn tới 55 ngày nữa mới lặt lá mà. Đó, kẽm còn kẽm nhiều lắm nha. Ở dưới đây cũng còn kẽm quá trời luôn nè. Cây đó mới vô á. Mới vô lại ha. Cây này mới vô lại cũng phải cỡ chừng chưa xiết kẽm. Thằng này cũng chưa. Thằng này gần xiết rồi nè. Mới hơi hơi thôi à. Thì nói chung hơi hơi thì phải rồi, bữa nay tháng 10 là qua tới tháng 11. Giữa tháng 11 mình mới mở nữa. Cây đó cũng vậy. Làm sao mà làm liên tục được. Vậy anh em mới có việc làm. Thì đúng rồi, cũng như là ngày này xong rồi qua ngày kia qua ngày nọ chứ. Cây này nè, xiết nè. Tại vì sao em biết xiết không? Là chỉ cho. Cái cách này nó xa ra kìa, dừng một tắc hết là bắt đầu là cây mai nó xiết. Nó mới xiết kẽm được. Còn cây mai nào mới vô là không có, chỉ cây này cũng gần xiết nè. Nó cũng ra ở đó. Nghe không? Này cũng chưa xiết lắm đâu. Thì, nhưng mà gần xiết, ý anh nói là xiết. Vậy. À. Thì mở cái kia lên là xong rồi từ tới đây. Một người một ngày đó em tính đi, mở cái ba cây đó làm sao mà vậy? Chưa mở nhiều. Một ngày mở ba cây hả? Hai thằng đó ba cây mai bự đó. À. Còn mấy mai này là ví dụ như là chở chừng 4 cây 5 cây chứ nhiêu một người á. À, một ngày. Một ngày á. Mình mở cũng từ từ ra mình nương nó coi nhánh nó chứ mình mở vô lên nó làm lẹ hồi xíu là nhánh theo nhánh dây theo dây. Em thấy gì nó giòn lắm chứ đâu phải mà nó dễ mà mở em. Không biết ý nó là cái xây hồi bao xíu là nó vô nó chày. Nó chày cái nhánh nữa. Tính ra mà những vườn mai mà trong năm á anh em, trong năm mà không có buôn bán gì á là cái công mà chăm sóc nè, rồi công thợ vô kẽm tháo kẽm tùm lum la hết. Thì tưới tắm là hơi bị nhiều quá. Đúng không? Thì em cứ suy nghĩ đi, bây giờ không làm thì nó cũng vậy, làm nó cũng vậy. Mà hầu như là những cái vườn mai mà em quay ở đó em thấy đó, bữa nay là nó sẽ được như thế nào là biết. Thì qua tháng 11 bắt đầu là biết cây nào nó yếu, không yếu là biết liền. À. Em biết sao không? Qua tháng 11 bắt đầu nó xỉu nữa. Nó ngộ gì đó, nó qua cái mùa này đâu nó xỉu. Cái mai qua tới mùa này là bắt đầu nó làm như cái xương, cái khí lạnh nó xuống á. Khúc ở này là anh để toàn cây bay không anh em? Đấy, lúc này anh để toàn cái bài không nè. Đấy, cái này cũng cái bài nè. Đây cũng bài. Đây bài hết nè. Đấy, bài luôn. Bên kia cũng bài, bên này cũng bài. Bài chắc khoảng cỡ mười mấy cây. Đấy, bài. À, hầu như em thấy ở Sài Gòn đó anh chị em là vườn mai Phương Bình hình như là bị tốn nhân công hơi bị nhiều nhất á. Thì bây giờ quá số lượng mai nhiều quá anh em. Thứ nhất thứ hai nữa là anh sắp sửa lại này kia nọ tùm lum. Thì bây giờ mình quay mai già đó, mai non anh sắp dưới gần hết ở dưới luôn rồi đó. Can ra là cho nó đều hết luôn đám lại. Đó. À, để quay lại cho anh Thanh Hòa anh coi cái cây này nè. Đây. Bữa qua anh có một cây đó. Nhưng mà cái cây của anh là hình dẫu gai Thủ Đức em quên rồi. Nhưng mà để cái tay đó em lên là anh em biết nè. À, cái hoành nó tầm khoảng cỡ 30. Năm. Quận 12 á, bên đó là lúc trước cũng lấy bình của cộng kim chỗ cuồng cát chứ đâu, xuất xứ là đó là mấy cái mai già. Đây là hồi xưa là cộng kim đó là người ta làm mai đầu tiên nhất. Đó là tứ quý nè, chỉ bên đó làm. À, nút này bự rồi, bự hơn nút của cây anh Hoài nha. Cây này cần gì đâu, bự. Có làm nút đâu, tự nó làm luôn, tự nó chín luôn lá luôn mình, tự nó làm như vậy đó, em thấy không? Dạo cây chúa anh em ghép tứ quý. Có dài dài đây em thấy nó cũng nay nó cũng có được mới chung chung. Bữa nay là anh Phương hết kêu si kêu đầu rồi nha anh chị em. Si thì bữa hổm thì nó si thì đúng đó, một hai cây tại vì bữa nay hết rồi. Nắng quá đi bắt đầu chuyển qua một cái. Thì bữa nay em thấy nó sẽ xanh lại là sẽ bớt đi. À. Chứ là mai ai muốn rồi mà cho nó xì đâu. Nhưng mà thôi bữa nay cũng như vậy đi được rồi. Chút vậy đi rồi mình coi để nó có còn bị này kia không. Tại vì anh không gài á, nói chung á anh cũng đang săn khuốc đó đó. Cho nó hết nó bỏ ba cái bị cháy á. Anh thì nói chung vườn mai của anh Phương á, từ đầu năm giờ chỉ có bị có đợt nè cháy thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhiều tới nút.
Thì nói chung là làm cái này nó bị xui đi. Nó xui là giống như là lúc đó mình làm vừa tưới thuốc men rồi là xịt xuống, ông trời ông nắng lên là dính. Đó bữa nay đi là hết rồi đó, nó đi nuốt là vài bữa nó nuốt ba cái lá đó là đi đọt nè. Thấy không? Đó, mà riêng cái hàng siêu bông Sài Gòn đó thì làm nó đi đọt. Nhưng mà đi đọt kiểu này cái mốt mình cũng phải cắt ở đây không? Không. Chứ sao nó ra nuốt kịp. Trời ơi, anh bao hàng đó. Ra luôn hả? Đây nè, em dọn cái này. Này thì ra nè. Ra nè, thấy chưa? Ra nè. Bây giờ mấy hàng này thì bây giờ nó xong rồi vài bữa nữa thì nó cũng còn đâu được bao nhiêu lá đâu. Mấy cái đầu nhỏ này đâu được bao nhiêu lá đâu, nó cũng sẽ chín lại hết nè. Nó cũng chín cái hàng này hết. Thì tại vì nó tháng 11 nó còn làm bông làm nút được mà. Thì em cứ nghĩ 10 ngày nữa đi nó khằn xuống, bởi anh nói 10 ngày nữa đi biết chết sống. 10 ngày nữa là cây nào nó đi đọt là lúc đó cây nó hư á. Em hiểu không? Một là đi đọt nó sẽ hư, hai là cái mai non nó đi đọt giống là bỏ qua sang năm. Chứ cái nãy giờ cái mình đập kali vô cho nó già. Đúng rồi. Kali này kia nọ thì ví dụ như ai cũng biết làm xài thì xài, không biết xài sang năm nữa cây mai nó bị kẻ che luôn. Giống như nó xài nó bỏ nhánh. Rồi này kia rồi nó hư, bởi không dám tư vấn. Tại vì người ta quá hay người ta mới biết. Ví dụ như là xịt thuốc đó rồi xong bỏ đó thời gian nào, rồi thuốc này nó qua thuốc kia. Còn anh đâu có biết đâu là mình bây giờ mình cái kali mình cứ đẩy vô không. Thấy cái mai nút nhỏ cứ xịt kali vô là nó lụm đôi chứ đâu. Đó rồi bỏ dưới gốc nữa. Thì như rồi xong rồi mấy mốt rồi nuôi không có được. Rồi nó bị bỏ chi bỏ nhánh. Bởi anh sợ nhất là cái ông kali đó. Bữa nay em thấy bữa nay là nó nuốt ba cái lá nó hết rồi, nó ra đọt là nó nuốt lại cái lá đó. Rồi bữa nay là thấy ok rồi đó anh em. Mai đẹp bữa nay lại rồi. Nó sẽ giật lại thì bữa nay là 20 đúng không? 20. Là anh hứa là vài bữa nữa cuối tháng đi bắt đầu em coi nó xanh lè lại. Rồi để cuối tháng qua mình xem như thế nào. Nó sẽ nuốt mấy cái bạc này là nó sẽ nó đỡ đi. Dạ. Nó đỡ đi là ví dụ như là thứ nhất, thứ hai là nó không bị rụng. À. Còn ví dụ nếu mà tháng 11 á thời tiết mà xấu á nó rụng chọc đầu luôn. À. Rồi nó bị thuốc bị phân. Rồi nó sẽ rụng. Y chang người ta nói tại sao nó bị xói đầu á. Dạ. Ở trên á thời tiết á là nó đổi qua bắt đầu có gió. Những cái khu nào á mà bị sương muối nhiều là biết coi chừng vài bữa nó đầu á là cái đầu của đỉnh á nó chọc lóc à. À. Đó là biết là cái giường đó là nó bị sương muối. À. Đó, còn không có là biết là mới ăn. Từ tháng 11 trở đi. Đó. Thấy chưa? Rồi thôi giờ tối rồi anh em mình rồi. Chào bà con cái nghỉ ngơi anh Phương ơi. Rồi ok. Chào Hồng, chào bà con. Rồi xin chào rồi. Và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo nha. Rồi.